Nhân vật chính của chúng ta là Ryota. Cậu là một game thủ cử khôi trong tựa game chiến đấu theo đội. Cậu và đội của cậu đã một mạch leo lên top 10 trong bảng xếp hạng thế giới. Cậu tự tin bản thân giờ là người giỏi nhất đất nước và cậu muốn leo lên cao hơn bằng cách va chạm với các đối thủ nước ngoài. Tựa game cậu chơi là một tựa game nổi tiếng trên toàn cầu, nơi người ta dùng bom thay vì dùng súng. Điều đó làm tăng tính chiến thuật của game. Cậu đã thất nghiệp 22 năm, nhưng ở thế giới này cậu là người chơi giỏi nhất thậm chí cậu cũng đã có người yêu trong game cậu có thể sống mãi trong thế giới game này mà không cần trở lại và rồi đột nhiên khi vừa mở mắt ra thì cậu thấy bản thân đã ở trong một khu rừng trên lưng thì mang theo một chiếc dù cơ thể thì ê ẩm cậu tự gỡ bản thân khỏi dù và chẳng nhớ tại sao bản thân ở đây trên đầu cậu thì có máu lấy điện thoại ra xem thì không có sóng đã vậy trên tay còn có một viên đá kỳ lạ nó không hề có cảm giác đau hay gì cả đang nghĩ là bản thân bị người ngoài hành tinh bắt cóc cậu tìm thấy túi của cậu gần đó trong đấy là đồ áo và có một cái túi nhỏ khác và cả đồ ăn thức uống tạm thời cậu quyết định đi xem bản thân đang ở đâu nên đã bắt đầu di chuyển khỏi khu rừng cậu gặp không ít loài côn trùng đáng sợ khiến cậu phải hoảng loạn mà chạy đi và khi ra khỏi khu rừng thì cậu chỉ thấy một cảnh biển mênh mông cậu dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày đó mẹ cậu đã đăng ký cho cậu đi làm ở cửa hàng tiện lợi mà không hỏi ý cậu khiến cậu tức giận mà lên giọng với mẹ và khi đi mua đồ về cậu chạm mặt vài tên mặc vest đến tìm cậu cậu sau đó đã ăn hết suất bento duy nhất cậu có và giờ tự hỏi ngày mai cậu sẽ ăn gì còn cái túi nhỏ kia thì chắc chắn không phải của cậu nên cậu đã mở ra xem cậu lấy một cái ra xem thử và tay máy khiến nó kích hoạt và đếm ngược cảm giác không lành nên cậu ném đi và khi kết thúc thì nó đã phát nổ cậu không biết sao trong túi cậu lại có bom nên quyết định không quan tâm đến nó luôn mà bỏ chạy đi cậu sau đó thấy một ai đó phía trước kia nên cố ra hiệu thì hắn lại rút bom ra ném cậu cậu nhận thức được nguy hiểm sau cú nổ đó và thấy điều này quá giống trong game nên đã cầm túi bom mà chạy đi hắn vẫn bám theo cậu mà không tha cậu nghĩ là đã cắt đuôi được và muốn tìm chỗ trốn thì bom lại đến không còn cách nào khác nên cậu muốn đánh trả cậu đã ném một quả bom đi nhưng nó lại không nổ cậu sau đó mới nhớ lại vụ kích hoạt và khi hắn vừa xuống đây thì cậu đã ném đi nhưng nó nổ chậm hơn dự kiến không có hướng dẫn sử dụng khiến cậu chẳng biết dùng ra sao tên kia nhận ra điều này nên đuổi theo cậu nhưng khi hắn chưa thấy ryuta đâu thì cậu đã cầm bom ở sau đe dọa hắn cậu hỏi những điều về nơi này và mớ bom thì hắn nhận ra cậu đã bị mất trí nhớ và một kẻ không biết cách dùng bom như cậu thì có mơ mới đe dọa được hắn hắn ném bom về phía cậu thì lại bị trượt nên cậu một lần nữa thoát chết cậu chạy đi và quyết định quay lại đầu hàng thì vẫn ăn bom mà rơi xuống bãi cỏ gần đó tên kia không thấy cậu đâu nhưng viên đá trên tay cậu lại giúp cậu cảm nhận được hắn ở gần cậu nhận thấy thứ này có vẻ giống như ra nên biết có trốn mãi cũng vô ích Cậu lấy bom ra và nhận ra nó là loại hẹn giờ, còn loại của tên kia là loại sẽ nổ khi va chạm với vật thể. Tất cả đều giống trong game khiến cậu cố trấn an rằng bản thân là người thuộc top 10 thế giới nên đây chẳng phải là thứ cậu giỏi nhất hay sao. Cậu sau đó nhận ra tên kia không biết vị trí của cậu nên hắn định phản công thì hắn lại định ném bom ra khắp nơi để khiến cậu trốn đâu cũng dính. Thế là cậu đành chạy đi trốn xuống nước, hắn định chờ cậu ngoi lên là ném bom, nhưng hắn không ngờ là dưới chân hắn đã bị Ryuta gài bẫy và khi nhận ra thì đã quá muộn ở dưới nước. Ryuta thấy những phần cơ thể của tên kia rơi xuống khiến cậu tởm đến phát ói, cậu cho rằng đây chỉ là tự vệ. Cậu sau đó lại mơ về lúc cậu đi ứng tuyển vào một công ty game nhưng đã bị từ chối, mẹ cậu rất lo lắng và muốn kiếm cho cậu một công việc thì lại bị cậu nặng lời mắng chửi. Hai mẹ con sứt mẻ tình cảm từ đó, suy cho cùng thì lỗi vẫn là ở Ryuta, vì cậu cứ lông bông mà không chịu kiếm cho bản thân một công việc tử tế. Cậu tỉnh lại và thấy bụng đói meo do đêm qua đã ói hết bữa tối, Cậu sau đó gặp một cô gái ở bên kia con suối. Cậu đã nuốt nước bọt và đi đến khiến cô hoảng sợ mà lùi lại. Nữ chính của chúng ta trước đây đã từng gặp Ryuta trong game, cô lúc đó rất hâm mộ cậu vì cậu rất tài năng và được đưa lên tạp chí game và cậu đã đích thân đến mời cô vào tổ đội ngay khi thấy cô đang ngồi một mình. Cô đang chờ bạn mà chưa thấy nên Ryuta mời cô vào chơi chung thay vì cứ ngồi không và cô tin số phận đã đưa cả hai đến với nhau. Hôm sau, bạn cô đã đến xin lỗi cô vì tối qua nhà có khách nên đã quên mất và ta cũng biết tên cô là Himiko. Himiko ngoài đời rất được con trai chú ý đến. Himiko cũng khoe lại với cô bạn về việc tối qua cô được chơi game với idol nổi tiếng, cả hai cô gái đã cùng đi chơi và Himiko không biết Ryuta ngoài đời ra sao. Lỡ như cậu là một ông chú thì sẽ ra sao? Cô bạn khuyên cô nên biết cách mơ mộng một chút. Cả hai chụp một bộ ảnh khi đang cosplay nhân vật đại diện trong game và sẽ không biết ra sao nếu Ryuta phát hiện cậu được chơi game với một cô nữ sinh trung học xinh xắn tóc vàng. Himiko vốn chỉ là một học sinh hoàn toàn bình thường, vậy mà không biết tại sao cô bị đưa đến đây. Cô nghĩ bản thân đang bị trừng phạt, sau khi quan sát thì cô thấy bên cạnh có một túi lựu đạn và lo là bản thân sẽ phải giết người. Cô sau đó nhìn vào rừng và thấy trong đó có vẻ mát mẻ. Nhưng cô sợ vào đó thì lại bị côn trùng cắn nên đã nghĩ lại và nằm nghỉ dưới một bóng dâm, cô nhớ về lúc ở trường. Đám bạn đã lấy ra một tờ giấy về việc có tin đồn là chỉ cần ghi vào giấy này tên của người mà bạn muốn người đó biến mất thì nó sẽ thành sự thật và người viết sẽ nhận được một triệu yên. Đột nhiên cô tỉnh lại và thấy ba ông chú trước mặt. Họ đều chưa làm gì cô và cho cô biết họ không hề có ý xấu. Họ đã đề nghị lập nhóm với cô và rồi dùng bom để đánh cá kiếm đồ ăn. Đảo này có quá ít dấu hiệu sự sống nên họ có vẻ sẽ phải chờ một con tàu đi ngang qua. Còn không thì họ sẽ phải tham gia trò chơi này ông chú thân thiện kia cho rằng họ không thêm tham gia vào cái trò chơi thiếu nhân đạo này nhưng ông chú buộc đầu cho rằng ông kia là đạo đức giả ông ta nói bản thân là giáo viên nên luôn biết việc gì là đúng đắn và ông cũng không yếu do là tứ đẳng judo nhưng ở đây thì võ cũng chẳng là gì so với bom hai bên sẵn sàng giao chiến nên ông chú buộc đầu đã bắt himiko làm con tin và cho ông giáo viên lựa chọn một là chịu chết để chứng minh ông sẵn sàng làm theo lý tưởng và đạo đức còn nếu tấn công thì ông ta sẽ là một kẻ đạo đức giả Himiko đã lấy dùi cui điện ra để thoát nên tên buộc đầu cũng phải thả cô và cho biết vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra để ông giáo viên nhìn ra hiện thực họ sau đó quyết định bầu ra một người làm trưởng nhóm và người được chọn là Himiko cô không hiểu sao bản thân được chọn đột nhiên họ phát hiện máy bay có thả gì đó xuống trong đó là đồ ăn và nước uống cả ba đã lấy đồ ra ăn ngấu nghiến thì ông giáo viên quay lại ông cho rằng họ nên tiết kiệm đồ ăn nhưng ông ta đã bị lão buộc đầu khứa cổ vì nhiều chuyện Quá sốc khiến Himiko lại hồi tưởng về lúc cô cùng nhóm bạn đến nhà một senpai để chơi. Lúc đến gặp các senpai để được dẫn đến nhà thì Himiko đã xin phép về nhà một lúc rồi quay lại. Cô tỉnh lại và ông chú mập đã kéo cô đi theo. Cả hai muốn trốn khỏi tên kia vì sợ hắn sẽ giết họ như cách đã làm với ông giáo viên. Cả hai sau đó chạy đi và ông chú mập đã chỉ cô cách sử dụng ra đa trong viên đá. Cô dùng thử và phát hiện tên kia đang đuổi theo. Cả hai chạy ra một cây cầu treo và Himiko đã qua trước ông mập sợ không dám qua thì tên kia đuổi đến phía sau ông mập quá sợ hãi mà ném bom ra rồi chạy sang bên kia tên kia nhận thấy bom đang tỏa ra một loại khói cây cối chết dần nên hắn biết đây là khí độc ông mập đã nắm tay cô để cùng đi trốn cô không muốn phải giết người nên ông ta đã bắt đầu làm quá lên buộc cô phải đấm vào mặt để thoát ra hắn ta bắt đầu nổi điên và đòi hành hung cô thì cô đã lấy dùi cui điện ra dí cô nhớ đến lúc cô quay lại nhà senpai thì phát hiện đám bạn đã bị senpai và nhóm của hắn ta cưỡng bức Cô đã kháng cự để chạy đi thì thấy cô bạn thân đang kêu cứu, nhưng vì quá sợ nên cô đã bỏ mặc bạn bè mà chạy đi báo cảnh sát. Tuy đám của senpai đã bị bắt nhưng cô cũng bị bạn bè cạch mặt từ đó. Họ trách cô đã bỏ chạy, ủa rồi ở lại cho bị hấp diêm luôn hả mày. Cô sau đó đã trốn ở một góc và nghĩ đây là sự trừng phạt dành cho cô, tên mập đã tìm đến và đè cô xuống. Hắn quyết định trừng phạt cô và định giở trò đồi bại, nhưng cô đã quyết định rút bom ra để chết chung với hắn. Quá sợ hãi nên hắn đã bỏ chạy thì bị cô gọi là đồ hèn và ném quả bom về phía hắn. Cô vừa ra tay giết người nhưng không hề có cảm giác tội lỗi. Thế là cô quyết định giữ trong đầu suy nghĩ rằng đàn ông là lũ cặn bã và sẽ tự bảo vệ bản thân bằng mọi giá. Và lúc cô đi rửa lại cơ thể thì đã gặp được Ryuta. Cậu không để ý đến việc cô đang tắm rửa mà chỉ để ý việc cô có kha khá thức ăn. Cô bỏ chạy thì cậu cố đuổi theo. Cậu không biết cô chạy hướng nào thì nhớ ra viên đá này có khả năng như chiếc radar. Cậu tập trung và kích hoạt nó cậu thấy được hướng mà cô chạy đi nên ngay lập tức bám theo cậu sau đó phát hiện tín hiệu ở cái bụi kia nên cầm bom lao ra một ông chú xuất hiện và ngã ra phía sau chú ta xin cậu tha mạng vì chú không muốn tham gia vào vụ này và cũng không muốn chết khi đang ngã lên đống xít của mình cậu muốn chú cứ kéo quần lên và kể cho cậu nghe về cái trò chơi này chú ta nhận ra cậu không nhớ gì về lúc ở trên máy bay cả hai sau đó ra con suối để trò chuyện chú ta nhớ đến lúc bản thân bị mấy kẻ áo đen bắt đi và khi tỉnh lại thì đã ở trên máy bay ở trên máy bay lúc đó có cỡ 30 người và có rất nhiều gã cầm vũ khí xung quanh, một người đàn ông ở trên màn hình đã hiện lên và cho họ biết đây là trò chơi mà ông ta tạo ra. Cậu không tin được kẻ đó dám xem chuyện này như một trò chơi. Máy bay này đang đưa họ đến một hòn đảo tại Thái Bình Dương, nhưng nơi này sẽ không có thức ăn và nước uống. Nếu muốn thoát khỏi đó thì phải tham gia trò chơi, ai dám chống đối bây giờ thì sẽ bị trích điện cao thế. Họ sẽ phải chiến đấu bằng thứ lựu đạn này, có rất nhiều loại lựu đạn và mỗi người sẽ được cấp 8 quả. Không ai biết được bản thân sẽ được loại gì, nó cũng sẽ không có hướng dẫn sử dụng nên cẩn thận trước khi dùng, để thoát khỏi đây, họ phải thu thập những con chip giống như cái trên tay, nó sẽ cho họ khả năng sử dụng đa. để thoát khỏi đây họ phải thu thập đủ 8 con chip tính cả cái của bản thân, và chip chỉ lấy được khi người đó chết, lúc đó, Ryuta đã đứng lên phản đối, cậu không hề nhớ chuyện xảy ra, cũng là vì lúc đó, cậu đã đứng lên chống đối và dường như cậu biết tên trên màn hình là ai vì chống đối nên cậu đã bị khống chế và dí điện cao áp vào đầu họ sau đó bị ép phải mặc những chiếc dù và bị đẩy khỏi máy bay dù sẽ tự động mở nên ai không chịu đi sẽ bị dí điện cho rơi xuống lúc cậu bị thả xuống thì tên trên màn hình kia dường như cũng biết ryuta chính là người chơi top đầu trong game giờ cậu đã hiểu sao lúc đầu cậu thấy có máu trên đầu và ở trong rừng cậu sau đó thử suy luận và thấy tất cả luật đều giống với game cậu chơi và có thể kẻ đứng sau là người phát triển ra tựa game mà cậu đứng top Cậu nhận thấy cậu sẽ còn phải trải qua cảm giác giết người thêm 6 lần nữa nếu muốn thoát khỏi đây. Cậu không chắc bản thân có thể làm được điều đó. Ông chú thấy cậu có vẻ sốc khi nghe sự thật nên đã ngỏ lời mời cậu đi chung thành một đội. Cậu chần chừ khiến ông chú nghĩ cậu không hề muốn. Cậu chỉ là lo về việc nếu đi chung thì sẽ phải giết đến 14 người, ông chú không hề muốn tham gia trò chơi này mà sẽ cố tìm cách khác để thoát khỏi đây. Cậu vẫn chần chừ khiến chú nghĩ cậu xem chú như gánh nặng, nhưng cậu đã đồng ý đi chung với điều kiện là muốn xem bom của chú là loại gì nhưng chú từ chối vì cả hai chưa hề tin tưởng nhau nên sẽ cần giữ cho nhau một vũ khí bí mật đồng thời đó cũng là cách cả hai tôn trọng nhau cậu nhận ra chú không hề ngốc nghếch việc nhận ra chú thông minh khiến cậu càng có thêm lòng tin là chú ta sẽ không phản bội cậu cả hai sau đó gạt qua nghi hoặc và giới thiệu bản thân với người kia chú ta tên là tai ra và sau khi nói chuyện thì chú thấy cậu cũng có vẻ tốt vậy mà lại bị đưa vào đây cả hai sau đó nghe thấy tiếng trên trời nên ryuta đã lên xem thử chú tai ra sau đó chạy lên và cả hai phát hiện đó là tiếng máy bay. Nó thả gì đó xuống và Ryuta nhận ra nó là đồ ăn tiếp tế. Cậu nhận thấy có một cái gần đây nên định chạy qua lấy. Cậu thấy một cô gái đã lao ra giành trước. Nhưng đột nhiên chỗ cô ta đứng phát nổ và rồi một tên đã bước ra rồi lấy đi con chip và lút hết bom lẫn vali tiếp tế mà chạy đi. Cậu nhận thấy kẻ đó dường như đã dình trước ở đây và đặt bẫy sẵn, cũng hiển nhiên rồi. Vì khi thấy thức ăn thì ai cũng sẽ tìm đến, cậu không hiểu sao người ta có thể giết kẻ khác mà không suy nghĩ điều gì chú tai ra sau đó cũng leo lên và cậu xin lỗi vì không lấy được đồ ăn chú thấy cái xác thì cậu cho biết có kẻ nào đó đã đến đặt bẫy từ trước cậu đáng ra đã là người dính bom cậu cũng thấy có một chiếc vali đồ ăn ở phía kia nhưng không đáng để đánh đổi bằng cả mạng sống chú tai ra đã động viên cậu và cho rằng có thực mới vực được đạo cả hai sẽ cố để tới đó và lấy đồ ăn nếu không lấy được thì thôi nhưng nhất định là không được từ bỏ khi chưa cố gắng Thế là cả hai sau đó đã trượt xuống núi và lên đường đi lấy đồ ăn, ta sau đó được biết về một người là Kiza, 14 tuổi, cậu ta trốn khỏi nhà vì bị bố ngược đãi, thế là sinh thói xấu mà đi ăn trộm và móc túi, rồi kết thúc bằng việc giết và cưỡng bức ba người phụ nữ, cậu ta đã bị bắt và cảnh sát cho biết nhìn tên này có vẻ dễ thương nhưng lại là một đứa tâm thần. Luật sư giỏi nhất lại chọn bảo lãnh cho tên điên này để nâng cao tên tuổi và tùy vào mức độ tâm thần thì tên này có thể sẽ không phải vào tù. Cảnh sát chỉ bất lực khi thấy tên đó mở miệng cười. Lúc bị ném lên đây cùng ông luật sư thì Kiza đã bắt đầu đi giết ếch chỉ vì thú vui. Ông luật sư vẫn tin là bản thân có thể cảm hóa được tên điên này. Ông chẳng biết giải thích sao cho Kiza hiểu, cả hai sau đó thấy tiếp tế được thả xuống. Ông luật sư muốn Kiza để bố đi theo. Cậu ta không sợ cãi lại ông mà khi ở trước bố thì lại câm như hến. Chính thái độ đó đã khiến bố Kiza càng ngày càng hung bạo cả ba sau đó đến chỗ tiếp tế và ông bố đã lấy bom của ki để gắn vào cây nhằm lấy tiếp tế xuống nhưng chỉ có chủ nhân của bom mới xài được nên ki ra bị ép phải kích nổ quả bom tạo ra một vùng chân không và khiến cái cây ngã xuống ông bố sau đó độc chiếm luôn chiếc vali và chỉ cho ai đi theo mới được ăn ông luật sư ý kiến thì ông ta cho rằng ở đây luật sự chẳng có quyền thế gì vì luật ở đây là luật rừng ki đã tức giận với ông bố này và bị ông ta mắng chửi ông ta bóp thằng nhỏ và khiến ki ra nhớ lại khoảng thời gian bị ngược đãi cậu ta đã rút bom ra gắn vào người ông ta. Ông ta không cởi áo kịp và rồi bị hút chết, hắn vẫn nghĩ ông luật sư sẽ bảo vệ cho hắn. Nhưng ông ta đã chịu hết nổi thằng điên này, cha đã tệ thì thằng con còn tệ hơn. Ông ta gọi Ki ra là thứ nghiệp chướng của loài người và chạy đi, đang tức thì Ki ra phát hiện có người đến. Ryuta và chú Tai ra đã đến đây, cậu nhận ra bản thân không hề quét thấy Ki ra, hẳn là Zada không hề quét ra được người đang đứng yên. Cậu thấy khi ra vừa giết người thì hắn cho rằng ở đây chẳng có luật lệ nên ai đáng chết thì sẽ phải chết, ai mạnh thì được sống. Khi ra đã lấy bom từ ông bố thì cả hai đã nhân cơ hội chạy đi. Cậu ta sẽ không để cả hai chạy vì nơi này rất giống trò chơi mà cậu ta giỏi nhất. Khi ra đã xài ra đa để bám theo. Ryu ta không biết phải làm gì lúc này, liệu cậu nên chiến đấu hay tiếp tục chạy. Đột nhiên chú tai ra vấp ngã và bị chật chân. Chú muốn cậu cứ chạy và bỏ chú lại, cậu không biết bản thân có nên liều mạng để cứu một người mới gặp hay không và rồi cậu quyết định bảo chú ngồi yên đây còn cậu sẽ đi dụ thằng điên kia ra hướng khác cậu sau đó đã quyết định sẽ dạy cho thằng nhóc kia một bài học và rồi lấy hết bom của nó là được vì dù gì cậu cũng là người chơi giỏi nhất thế giới hai bên sau đó liên tục dùng radar để kiểm tra vị trí của nhau sau khi quyết tâm thì ryuta đã quay lại và hai bên đã chạm mặt nhau rồi thả bom lại dưới đất qua hành động vừa rồi hai bên đều đã nhận ra đối phương là một người chơi có kỹ năng nhưng ryuta nhận ra tên nhóc này chỉ ở hạng 3 sao còn cậu thì 4 sao kiza nhận thấy cậu cũng là một người chơi thì thích thú chú tai ra đã tranh thủ đi lấy con chip từ ông bố kia còn ryuta buộc phải xem thử loại bom còn lại của nhóc ác này là gì cậu sau đó cố chạy đi và đặt bẫy lại kiza cậu ta chỉ biết đuổi theo và rồi dính vào cái bẫy của ryuta nhưng cái bẫy đó còn quá nhẹ nên vẫn chưa đủ để hạ kiza kiza biết cậu sẽ tấn công từ phía trước nên ném ra một quả bom chân không nó bám vào ba lô nên Ryuta đã kịp thời ném ba lô đi. Kiza biết cậu là một người chơi nhưng chỉ mạnh trong game chứ ngoài đời thì cùi bắp. Nhóc ta đứng dậy đời Ryuta nên cậu cho rằng nhóc ta chỉ là một đứa không biết trái phải. Lộ vị trí khiến cậu dính bom mà đập đầu vào đá. Cậu sau đó đã nhận thấy đây có vẻ như chỉ là trò chơi. Thế là cậu xem đây như là trò chơi luôn. Cảm giác lúc này cậu thấy cũng giống như mọi lần khi cậu đang chơi. Thế là cậu đã bắt đầu nhập tâm. Lúc bị phát hiện thì cậu đã dùng túi rỗng để chặn quả bom chân không. Cậu sau đó liên tục di chuyển, khi ra cứ dùng radar để quét nhằm tìm vị trí của xe thì không thấy gì. Nghĩ cậu đang đứng yên nên nó ném bom thì cậu lại có dấu hiệu ở phía sau, cậu cứ chạy vòng vòng và dù nhóc ta có bật radar thì vẫn không thể thấy gì. Vốn dĩ cậu đã nắm được kỹ thuật mà chỉ pro mới làm được, đó là gây nhiễu radar. Chỉ cần cậu kích hoạt ra đúng lúc nhóc ta dùng thì sẽ gây ra nhiễu. Khi ra không biết cậu đang ở đâu, di chuyển hay đứng yên và bắt đầu dối. Thế là cậu nhẹ nhàng cho nhóc ta một quả bom cậu sau đó đã lấy lại nhận thức về thực tại và nhận ra bản thân vừa làm gì và cậu đã vừa suýt giết người một lần nữa cậu sau đó trói ki ra lại và lấy đồ của nó mà rời đi cậu nhóc muốn biết tên cậu thì cậu đã nói ra cái tên trong game ki ra nhận ra cậu là người chơi nhật bản duy nhất ở trong top toàn cầu thì thấy hòn đảo này quá là thú vị ryuta và chú tai ra sau đó đã có bữa ăn sau nhiều ngày trên đảo tuy chỉ là một ly mì tầm thường nhưng trong lúc này thì nó là thứ mỹ vị mà phải dùng cả tính mạng để lấy được chú không thể ngừng nói về việc bản thân biết ơn ryuta ra sao cậu còn liều mình vì chú khiến chú xúc động đến bật khóc cậu thấy đây là lần đầu có người biết ơn cậu như vậy nhưng cậu đã làm gì để bị đưa đến đây trong lúc đó ở nhà mẹ của ryuta đã định kết thúc mạng sống thì bố cậu đã về kịp để cứu bà bà muốn chết vì đã không làm tròn trách nhiệm của người mẹ bà đã nuôi dạy ryuta quá tệ khiến cậu thậm chí còn không xem ông là cha chính bà đã viết tên cậu vào giấy đó và khiến cậu bị đưa đến đây quay lại với ryuta cậu và chú tai ra phát hiện xác của ông béo từ trên thác rơi xuống. Cậu muốn đi kiểm tra xem có địch trên kia không và bảo chú tai ra cứ trốn ở đây với tiếp tế. Kiểm tra lại tư trang thì cậu còn hai quả hẹn giờ, 6 quả đạn pháo và ba quả hút chân không. Cậu chạy lên nhưng không bật ra đa vì sợ bị địch nhận ra nên muốn đi kiểm tra bằng mắt thường. Cậu sau đó tìm thấy một cái xác đã bắt đầu thối giữa và quyết không được nôn. Con chip có vẻ đã bị lấy đi, chú tai ra dưới kia cũng đã lấy con chip từ cái xác của tên mập. Còn Ryuta sau một lúc trần chứ thì quyết định dùng ra đà. Cậu thấy có người trên núi và nhận ra đó là cô gái cậu đã gặp. Cậu nghĩ cô là người đã giết hai cái xác mà cậu thấy. Himiko đã nhận ra việc bị quét nên ném một quả bom khí độc ra và buộc Ryuta phải chạy ra khỏi rừng và chạm mặt cô. Cậu nhận thấy trên người cô có bốn cái túi nên nếu đấu số lượng bom thì cậu thua chắc. Cậu cố đàm phán và yêu cầu hòa bình. Cô đã chịu nghe mà bỏ bom xuống, nhưng việc cậu tiến đến khiến cô lo lắng mà ném bom về phía cậu vì cô nghĩ cậu đang cố hạ thấp cảnh giác của cô. Cậu sống sót sau quả bom vừa rồi và quyết định lao lên. Cậu vừa lao qua thì cô rút rùi cui điện để tấn công buộc cậu phải né. Cậu vẫn cố đàm phán thì cô tính lao đến dí luôn. Hình ảnh bị dí điện khiến cậu hoảng loạn đá vào tay cô khiến cô tự dí điện vào bản thân. Cậu thấy cô đã bất tỉnh nên lấy bom của cô đi, ham muốn nổi lên khiến cậu định hành sự ở nơi không ai thấy này. Nhưng cậu đã kiềm chế lại và nhận ra có vẻ tên mập mà cậu thấy chính là nguyên nhân khiến Himiko sợ hãi đến vậy. Cậu đã bế cô đi và khi cô tỉnh lại thì cậu cho biết cơ thể cô vẫn còn tê liệt do rùi cui điện và cậu muốn cô cứ yên tâm vì cậu sẽ không hại đến cô. Nhưng cô đã lấy bom hẹn giờ ra đòi chết chung với cậu. Cô thà chết khi đang trong sạch còn hơn để bị vấy bẩn. Cậu đã kịp dừng cô lại trước khi bom nổ. Cậu thấy cô thực sự nghiêm túc nên đã đưa cô về chỗ chú tai ra. Cả hai đã mời cô ăn và bảo cô cứ yên tâm. Cả hai đều muốn rời khỏi đảo nên cần cô nhập hội để giúp. Nhưng cô cho rằng trở về để làm gì khi chính những người quen biết họ đã quyết định ký giấy để khiến họ biến mất nếu trở về và gặp những người đó thì họ tính làm gì tiếp theo ryuta không biết bằng cachn nào mà cô có thông tin này thì chính cô là người đã bị lũ bạn viết tên vào chú tai ra thì có quan hệ tốt với gia đình nhưng trước có từng cãi nhau với một người khách còn ryuta thì nhận ra tất cả người trên đảo này đều bị ghét ở quê nhà nên mới bị đưa đến đây và có vẻ chính mẹ cậu là người đã viết tên cậu vào giấy cậu chưa chấp nhận được sự thật này thì đột nhiên cả ba nghe tiếng sột soạt trong rừng nó hướng đến đây và ra đa cũng chẳng quét ra được thứ gì chú tai ra đã lấy đèn pin trong tiếp tế và chiếu vào thì thấy nhiều cặp mặt cả ba chọn cách bỏ chạy nhưng himiko thì vẫn đang còn ảnh hưởng từ việc bị sốc điện và thứ tấn công họ đã lộ diện là đám thần lằn khổng lồ cậu giao lại himiko cho chú tai ra để quay lại lấy đồ. cậu lấy đá gõ vào đầu con thần lằn và lấy bom ném về phía đám đang đuổi theo chú tai ra nhưng cậu không thấy nó nổ cậu nhận ra việc cậu chưa giết thằng nhóc đó nên bom vẫn chưa dưới quyền sở hữu của cậu cậu lục tìm túi của bản thân và vì quá nhiều túi nên chú tai ra đã bị cắn vào chân cậu cũng vừa tìm được bom và ném đến để đuổi lũ thần làn đi cả ba sau đó đã rời đi ryuta thì cõng himiko còn chú tai ra thì mang theo bom và tiếp tế chú thấy cậu đúng là một anh hùng mà hiếm người làm được cậu đã có thể bỏ chú và himiko lại để bỏ chạy nhưng cậu vẫn chọn giúp đỡ cậu muốn chú bớt bi quan như vậy thú thật thì chú cũng rất sợ mỗi lúc cậu rời đi. Chú không biết cậu có quay lại không hay là đã bỏ rơi chú. Còn việc Himiko nói vừa rồi thì có vẻ đúng với chú. Chú có thể tốt với gia đình nhưng lại rất độc đoán ở chỗ làm và còn làm không ít chuyện xấu nên cũng dễ hiểu nếu có người ghét. Chú tin đây chính là sự trừng phạt của bản thân, cậu sau đó lại bị thần lằn tấn công. Chú tai ra thì đã chạy trước, cậu bị lạc khỏi chú và lang thang trong rừng giữa đêm tối. Cậu lo lắng dùng ra đa tìm chú nhưng lại không thấy đâu, Cậu nghĩ chú ta đã đứng yên và cố ý cũng hết đồ ăn đi. Cậu lại bị con thần lằn tấn công nhưng một quả bom đã bay đến xử lý nó. Chú tai ra đã trở lại và chú nãy giờ đang chật vật đi tìm cậu. Cậu hiểu ra cả hai bên đã dùng ra đa khiến nó bị nhiễu. Cậu xin lỗi vì đã nghi ngờ chú nhưng chú không trách vì lúc sợ thì người ta thường nghĩ tới những thứ tiêu cực. Chú không còn giữ bí mật về loại bom của mình nữa. Vì trước thì chú không tin tưởng cậu hoàn toàn nhưng giờ thì chú đã đặt lòng tin ở cậu. Chú tin bản thân sẽ được cứu nếu đi cùng cậu. Cả ba sau đó đã thấy gió biển nên biết là gần ra khỏi rừng. Chú tai ra tìm được một cái tròi ở phía trước nên cả hai đã đưa Himiko đến đó gấp. Cả hai buộc phải đưa Himiko lên tròi để tránh lũ thần lằn ở phía sau. Nhưng thang đã dỉ và gãy khiến cả ba rơi xuống. Chú tai ra nhờ cậu đưa Himiko lên để chú cầm chân lũ thần lằn. Nhưng bom của chú là loại truy tìm, chỉ có thể hạ đơn mục tiêu chứ không thể diệt hết được. Cậu cố đánh thức Himiko trong tuyệt vọng và lúc chú tai ra quay lại thì cậu đã leo lên một mình chú nghĩ là cậu định tự cứu bản thân mà bỏ mặc Himiko, nhưng cậu đã chạy lại và ném một quả bom khí ga vào giữa rừng. đám thần lằn cứ thế chạy đi. cậu muốn chú tay ra lùi lại và cho biết tác dụng kịch độc của khí ga này. vì họ ở đang hướng gió thổi nên khí ga sẽ không bay lên đây. và cách cậu dùng được là nhờ tay Himiko kích hoạt giúp. cậu giờ đã thấy được sự khác biệt giữa trong game và ngoài đời. trong game không thể có gió và cậu cũng không sử dụng bom của người khác được. Himiko sau đó cũng đã tỉnh lại cả ba lên căn tròi và nhận thấy trong này có vẻ đã từng có giao chiến chú tai ra sau đó thì đột nhiên thấy không ổn lắm vết thương của chú chưa được băng bó và khử trùng nên bắt đầu sưng lên và khiến chú đau đớn chú sau đó ngất lịm đi còn ryuta buộc phải tìm cách gì đó sau khi thám thính xung quanh thì cậu biết đám thần lằn rồi sẽ còn trở lại himiko không biết cậu có làm trò gì trong lúc cô bất tỉnh hay không thì cậu đỏ mặt khiến cô gọi cậu là kẻ tồi tệ cậu chạm vào cô để giải thích thì cô lại sợ hãi và không cho kẻ nào chạm vào bản thân cậu sau đó đã đi kiếm thuốc về đê khử trùng vết thương cho chú tay ra. Dù đau nhưng chú muốn cậu cứ tiếp tục, nhưng cơ thể thì dãy dụa buộc cậu phải nhờ Himiko giữ chú ta lại. Cô vẫn sợ việc chạm vào người khác nên cậu nhắc cô biết chính vì bảo vệ cô mà chú tai ra mới bị thương. Chú tai ra sau đó đã tạm thời ổn nhưng họ lại không biết nên làm gì lúc này. Tên điều hành trò chơi lúc này đã đến xem thử thì phát hiện Ryuta vẫn còn sống và cậu đã chạm mặt bốn người chơi nhưng chỉ mới giết một và đang lập đội với hai người khác. Tên đội mũ này muốn nhân viên cứ tiếp tục quan sát Ryuta vì cậu là nguồn dữ liệu quý giá. Ryuta lúc này đã thấy Himiko có vẻ cũng chơi trò cosplay thông qua hình nền của cô, cậu muốn biết tên cô thì bị cô sút vào chân vì nhìn lén điện thoại. Cô không hề có ý định chung nhóm với cả hai và cũng không tin cả hai nên sẽ không nói tên, nhưng cậu có điều cần hỏi, đó là về số bom và chiếc vali, làm sao cô có được? Cô chỉ có thể dùng được loại bom khác nếu chủ sở hữu của nó đã chết. Liệu có phải cô đã giết những người đó để đoạt lấy đống này? cậu cũng không tin tưởng cô và cho rằng cô có thể sẽ phản bội cậu bất cứ lúc nào. Cô cố kể khổ thì cậu không dám chắc cô có phải đang giả vờ hay không. Vì giờ cô mà phản bội và giết cả hai là cô sẽ có đủ chip để trở về. Đột nhiên cậu cảm nhận được có người vừa dùng radar, Himiko là người duy nhất bị phát hiện nên cô muốn rời khỏi đây để cả hai khỏi bị liên lụy. Nhưng Ryuta nhận thấy đối thủ chỉ mới phát hiện ra một người nên cậu sẽ chủ động ra mặt để đánh lạc hướng. Lúc trở lại thì cậu sẽ nói tiếp chuyện này. Cậu sau đó đã đi vào rừng và kích hoạt Zada để tìm vị trí rồi chạy đi để dụ đối phương đi xa khỏi tròi. Nhưng vừa kích hoạt lại thì có kẻ đã ở phía sau, cậu né kịp và kẻ đã tấn công cậu là tên buộc đầu mà Himiko đã trốn khỏi, hắn sau đó đã đuổi theo Ryuta. Cậu buộc phải nhảy xuống dưới và lấy bom ra đe dọa vì tên này dùng dao, cậu muốn hắn về phe cậu nhưng hắn từ chối nên cậu chuyển sang đe dọa. Đột nhiên một quả bom bay đến chỗ cậu, cậu gặp được ông luật sư, ông ta đã về phe với tên này. Ông ta thấy cậu có nhiều hơn một loại bom nên xem cậu là kẻ giết người và muốn tay buộc đầu này xử cậu luôn, nhưng cậu đã dí điện lão luật sư mà chạy đi. Tên buộc đầu không giết vội mà sẽ bám theo cậu về hang ổ, cậu về gặp lại chú Tai Gia và Himiko thì cô lại muốn mặc kệ cả hai mà lấy đồ rời đi, nhưng tên kia đã theo cậu đến đây. Hắn từng là lính đánh thuê nên lần theo dấu chân là chuyện nhỏ, hắn gặp lại Himiko và biết đi theo Ryuta thì kiểu gì cũng gặp lại do hắn thấy rùi cui điện rất quen. Hắn thấy đồ của hắn ở chỗ cô và tên mập kia hẳn là đã bị cô giết. Hắn muốn số chip từ họ thì Ryuta đã lấy gậy điện ra đe dọa hắn. Cậu cho rằng bản thân biết về trò chơi này và sẽ cố tìm ra lỗi của trò này để giúp họ trở về mà không cần giết chóc. Nhưng hắn thấy cậu còn quá trẻ con và thừa biết cậu cũng muốn tám con chip để rời khỏi đây. Hắn ta định xiên cậu thì chú tai ra đã lao đến và bị hắn chém đứt bốn ngón tay. Cậu thì bị hắn thụi cho một cái rơi khỏi tròi. Ryuta sau đó tỉnh lại thì nhận ra bản thân đã may mắn kẹt lại trên cây. Cậu chạy về tròi thì chỉ còn chú tai ra ở đây. Đồ đạc đều đã bị lấy đi hết. Cậu thấy điện thoại của Himiko bỏ lại đây và nhìn qua hình thì cậu đã nhận ra đây chính là Himiko mà cậu đã yêu trong game. Cậu quyết định đi cứu cô, nhưng chú tai ra cần cậu ở đây. Cậu hứa sẽ trở về với thuốc để cầm máu cho chú. Nhưng chú nói là nếu cậu bỏ chú lại bây giờ thì chú sẽ thật sự phát điên. Dẫu vậy thì cậu vẫn rời đi. Himiko lúc này đang bị hai tên kia trói lại. Tên lính đánh thuê quyết định sẽ tra tấn cô từ từ. Hắn khứa nhẹ tay của cô thì sóng ra đã đến. Himiko đã phát sóng trở lại và tên lính đánh thuê biết Ryuta vẫn còn sống. Hắn cho ông luật sư đi ném bom cậu còn hắn sẽ dình xem nếu cậu có đi qua thì xiên luôn. Vì chúng biết cậu không còn quả bom nào cả. Tiếng nổ sau đó vang lên và tên lính đánh thuê không biết ai là người còn sống nên cứ dình xem kẻ nào sẽ đi vào. Nhưng hắn chỉ thấy ông luật sư. Ông ta đã ném bom vào Ryuta khi thấy cậu nhưng cậu đã biến mất. Cả hai dùng gada thì cậu né được do đứng yên, cậu sau đó lẻn vào và đến được phòng Himiko bị giam. Bom rơi xuống thì cậu kịp thời bắt được và vô hiệu hóa nó. Cậu biết được việc là chỉ cần vô hiệu được bom thì cậu sẽ có thể sử dụng nó. Cậu đã vào cứu Himiko và nói về việc cậu từng chơi chung với Himiko ở trong game và tự hỏi đó có phải cô hay không. Cô biết đây chính là Ryuta mà cô đã yêu quý bấy lâu nhưng lại không nhận nên cậu nghĩ bản thân có vẻ đã nhầm cô với một Himiko khác, cả hai trốn ra thì bị đa phát hiện. Thế là gã đánh thuê cho ông luật sư đi xử Ryuta, ông ta đuổi theo cậu và ném bom thì cậu tránh né được và ném trả lại ông ta quả bom mà cậu vừa có được. Nhưng Himiko lại một lần nữa bị bắt. Hắn cho cậu cơ hội để đứng ra đấu tay đôi và vứt dao đi, cậu quyết định nhắm vào con dao. Hắn đã biết tám con chip được quy tụ về đâu đầu tiên là việc cậu có nhiều hơn một loại bom nên chắc chắn cậu cũng có ít nhất hai chip. Himiko và tên mập hai chip, chú tay ra và tên luật sư là hai cái nữa. Ông giáo viên hắn giết và hắn nữa là hai chip là đủ tám chip. Hắn cho cậu sơ hở để ra lấy dao, nhưng vừa cầm được thì hắn đã lao đến đập cậu một trận và khóa tay lại. Hắn cho rằng cậu đã phạm luật khi đụng đến dao trong một trận đấu tay đôi. Himiko đã lao đến cứu cậu thì bị hắn hất ra, nhưng cô đã kịp gài bom khí ga vào hắn khí ga bắt đầu tỏa ra nên cả hai đã phải bỏ chạy. Bị dồn vào đường cùng thì Ryuta đã thấy lối thoát ra, cậu trèo lên và đưa tay kéo Himiko lên chung. Nhưng tên kia vẫn đuổi theo và bám lấy chân cô, cậu đã ném lại một quả bom. Hắn nghĩ là sẽ cần 10 giây để dừng bom nhưng bom này đã được cậu lấy từ tên luật sư và nó đã cài sẵn 3 giây đếm ngược. Cả hai thoát chết và tên chủ cho thấy Ryuta đã đánh bại được người được cho là sẽ vô địch trò này. Trước đây, lúc Himiko bị bạn bè tẩy chay thì cô đã chỉ giúp trong nhà. Ryuta là người đến tâm sự cùng cô, cậu sẽ không hỏi chuyện vì ai cũng có bí mật riêng của mình. Cậu chỉ cần cô nhớ là cậu sẽ luôn ở bên cô, quay về thực tại. Ryuta đã có được thêm 3 con chip từ vụ vừa rồi, nhưng cậu vẫn quyết sẽ không để trò chơi này làm cho phát điên như những kẻ khác. Còn đám tổ chức trò chơi này thì đã dùng như mô phỏng 3D dựa trên như người tham gia trò chơi. Có vẻ chúng đang định dùng những mô phỏng 3D này để phát triển game về sau, tối đó. Ryuta và Himiko buộc phải ở lại nơi này do đêm về đường rừng rất nguy hiểm. Cậu đã lấy đồ ăn ra chia cho Himiko và lấy đồ đi thay. Khi thay xong thì cậu đã trở lại với Himiko và quyết định sang phòng khác ngủ. Nhưng cô cho cậu ngủ chung phòng và chỉ cần đừng có lấn qua vạch này là được. Cô thấy cậu cũng quá điên khi đến đây mà trong tay không có vũ khí nào. Chỉ là cậu đã hy vọng cô là Himiko mà cậu biết trong game. Vì cậu chỉ là một tên nít, thất nghiệp và chỉ biết cắm đầu vào game. Cậu đặt bạn bè trong game lên trên tất cả và Himiko lại là người chấp nhận hiện thực của cậu khiến cậu đã rất lo lắng nếu cô thực sự gặp nguy hiểm. Vậy mà hóa ra là cậu đã nhầm người, cứ nghĩ cô đã ngủ nhưng thực ra cô chỉ đang cố kìm nén cảm xúc. Và lúc cô tuyệt vọng thì cậu đã đến cứu và cậu còn là Ryuta mà cô biết. Nhưng dẫu vậy thì tâm trí cô lúc này đang mâu thuẫn giữa việc ghét toàn bộ đàn ông và có nên để Ryuta là ngoại lệ. Cô đã mơ về ngày đám cưới của cả hai trong game và giờ nó là ở dạng người thật. Đột nhiên ánh sáng chiếu vào khiến cô tỉnh dậy và thấy một ai đó rất đáng sợ nên đã hét lên. Ryuta không biết kẻ nào lại ở trong này thì cô đã mô tả lại kẻ cô thấy trông giống như một con ma. Cô không thể nhìn rõ do bị chiếu đèn vào mắt. Nghe việc kẻ đó có đèn thì cậu nghi ngờ đó là một người chơi nên đã cùng cô đi tìm. Cậu định chia ra để đi tìm thì cô hơi sợ, dùng ra đa cũng không thấy. Đột nhiên cậu thấy có ánh sáng ở phía kia nên đã để Himiko với đèn pin ở lại còn cậu sẽ đi kiểm tra. Nếu có gì cứ nháy ra đa cho cậu biết. Cậu đến nơi thì phát hiện có vẻ đây là nơi mà một kẻ địch có thể đang trú ẩn. Cậu vào trong thì chẳng thấy ai nhưng vẫn có vali tiếp tế. Cậu sau đó nghi ngờ đây là một cái bẫy và định đi thì con ma đã ở sau cậu và tính chém thì cậu phản ứng kịp. Nhưng cú sau đó gần như là may mắn, lúc đang cạch cây liềm thì cậu đã sút con ma ra. Cậu sau đó nhận ra đây là phụ nữ và tay có gắn chip thì đã mất nên đây là lý do cậu không thấy cô ta trên radar. Cậu tự hỏi cô ta đã ở đây bao lâu rồi. Cậu sau đó quay về gọi Himiko đến. Cô vì quá giật mình nên đã đập vào mặt cậu một cú, lúc đến gặp người phụ nữ kia. Cô ta tỉnh lại và gặp Ryuta thì hoảng loạn nên Himiko đã bảo cậu ra ngoài, cô sau đó đã nói chuyện với người phụ nữ kia. Cô ta thấy Himiko có vẻ tin tưởng Ryuta nên đã kể cho cô nghe về câu chuyện của bản thân. Cô là một y tá ở một bệnh viện nhỏ, cô chăm chỉ làm việc đến mức đã ngoài 40 lúc nào không hay. Và trong một lần, người bác sĩ mà cô mến mộ đã gặp rắc rối nên cô đã ra sức cứu người đó. Để rồi tội lỗi lại bị đẩy lên đầu cô, không lâu sau cô bị ném lên đây và gặp lại tay bác sĩ. Hắn đã lừa cô hợp tác và khi có được con chip thứ 6 thì hắn đã dùng bom tấn công cô và lấy đi con chip của cô rồi trở về một mình. Nhưng vì bom không quá mạnh nên cô chỉ mất một cánh tay. Cô không biết sao trò chơi này vẫn cứ còn tiếp tục. Cô dặn Himi cô cẩn thận vì khi có được con chip thứ 6 thì sẽ là lúc thử thách lòng tin bắt đầu. Cô sau đó kể lại cho Ryuta về vụ trực thăng sẽ đến đón lúc họ lấy đủ chip. Thế là Ryuta quyết định săn đủ 7 chip và dụ phi công đến rồi dùng bom đe dọa để cướp trực thăng đi. Cậu muốn quay về chỗ chú Taija nhưng Himiko đã không kể về chuyện sẽ xảy ra khi lấy đủ 6 chip. Cả hai sau đó tạm biệt bà cô và được cô chỉ cho lối để về nhanh nhất, lũ thần lằn sẽ chỉ đến vào ban đêm nên họ cần đi sớm vào ban ngày. Bà chọn tin vào Ryuta sẽ bảo vệ được Himiko. Trong lúc đó, chú Taija đã được cứu bởi tên bác sĩ đã bỏ bà cô hồi nãy ở lại hắn đã cầm máu cho chú và mục đích của hắn chỉ là cứu chú để sau này lợi dụng lại. Ryuta và Himiko đã về đây. Cậu cảnh giác yêu cầu hắn tránh ra thì hắn đã giải thích bản thân chỉ là đi ngang qua và cứu chú tai ra kịp thời. Chú tai ra cũng bảo cậu dừng tay vì tên này đã cứu chú. Cậu chọn tin nhưng vẫn muốn xem bom của hắn là gì. Xem qua thì cậu biết bom này là loại đặt ra rồi kích nổ từ xa. Cậu thấy bom chưa có dấu hiệu sử dụng nên tin hắn. Nhưng thật ra chỉ là ba ngày vừa rồi hắn chưa chạm mặt kẻ nào. Hắn giới thiệu bản thân là Date và khi nghe được nhóm của Ryuta chỉ cần một chip nữa là đủ thì hắn đã dự định sẽ lợi dụng cậu. Máy bay tiếp tế lại đến nên cả nhóm muốn đi lấy đồ ăn về cho chú tai ra Chú tuy không thích nhưng Ryuta vẫn muốn chú cứ yên tâm. Cả ba sau đó xuống dưới và nhìn thấy hướng của tiếp tế gần nhất. Quét qua thì có đến sáu người gần đây, cả ba vẫn quyết lao đến giành lấy bằng được để cạnh tranh với những người kia. Quét lại thì có hai người đã bỏ cuộc, hai người vẫn cùng hướng họ để tranh giành và hai người thì chỉ đứng quan sát cậu vẫn lao theo và rồi chạm mặt thanh niên đeo kính đặt bẫy lần trước. Cả hai cùng lao đến phía chiếc vali nhưng vụt mất nên đành đối mặt nhau, cậu thấy thanh niên này cứng ra phết và cũng sẵn sàng để giao tranh. Hai bên ném bom vào nhau và lùi lại, Himiko thì chạm mặt một cô gái đi chung với tên kia và bị cô ta quật cho đo sàn, cô ta thả lại một quả bom và rời đi. Ryuta thì đang trốn sau tảng đá, cậu không thấy tên kia đâu. Date thì đã lấy được vali nhưng không tháo được dù ra. Tên kia ném khí ga và đa tê thì cậu đã bảo đa tê bỏ vali lại mà chạy. Hắn sau đó quăng vali lại và kích nổ quả bom đã gắn trên vali để gỡ dù ra. Hắn giao vali lại cho Ryuta nhặt, cậu bắt được và chạy đi để tránh tên kia cướp lấy. Himiko thì vẫn còn sống và cầm gậy điện ra dí cô ta. Cô đã kịp tỉnh lại và ném bom đi. Cô tự tin bản thân đang ở lợi thế cao hơn vì bom của cô là loại đạn pháo còn à kia là loại hẹn giờ. Và cô cũng có dậy điện và khắc chế được gậy sắt của cô ta. Còn Ryuta thì đã cố chạy thì đột nhiên từ đâu bom lửa đột nhiên bay đến và phong tỏa lối đi của cậu. Cậu không thể chạy đi còn bom lửa này là của một tên đi cùng với tên nhóc Kiza ném xuống. Kiza khuyên tên này nên dứt điển Ryuta luôn nhưng hắn không thèm nghe. Tên đeo kính đã lao vào sút vào mồm Ryuta rồi còn cướp vali đi và nhảy xuống nước để dập lửa. Cậu cũng dính thêm một quả nữa nên cũng buộc phải nhảy xuống nước. Kiza muốn ông ta mai phục ở bờ nơi hai người kia sẽ leo lên. Còn Himiko thì dù có gậy điện nhưng vẫn không thể thắng thế được. Do cô ta nắm thóp được tâm lý của Himiko và biết lý do cô cầm theo đồ phòng thân, Himiko do mất bình tĩnh mà đã tấn công nên bị đá mất dùi cui điện và rồi bị khóa lại. Cô ta khuyên Himiko nên bỏ cuộc nhưng Himiko giờ không biết tại sao bản thân đã cố để chết mà giờ lại cố níu kéo cuộc sống. Cô nhận ra lý do là ở Ryuta, cô kháng cự và hất ả ta đi. Cô lấy lại dùi cui điện và dí ả khiến ả tức tối mà nắm đầu cô. Một quả bom của Date bay đến và may là cả hai đã né tránh được hắn thực sự đã cố ý giết cả cô lẫn ả đó nhưng khi thấy cô còn sống thì lại tìm đến và hỏi han như thể hắn vừa cứu cô cô biết bản thân không thể tin tên này nhưng giờ mà nói ra thì hắn sẽ ra tay ngay trong lúc đó ryuta đã leo được lên bờ cậu nhìn thấy tên ném bom lửa kia và quyết định chưa lên bờ vội tên kia không thấy ai ở đây mà thấy cái vali nên thản nhiên đến lấy vali và rồi đạp bom mà chết tên đeo kính lại được thêm một con chip nữa nhưng cậu đã đứng lấy bom đe dọa và bắt hắn thả hết bom lẫn chiếc vali xuống hắn cũng đành nghe theo và cậu không biết tại sao hắn có thể từ bỏ tất cả dễ dàng như vậy cậu bảo hắn đi ra xa khỏi chỗ đó và cậu vẫn lo là hắn đã đặt bẫy cậu lo hắn có loại điều khiển từ xa và bảo hắn đưa tay ra xem thử nhưng hắn không hề có gì khiến cậu càng hoài nghi hơn cậu sau đó liều mình đi đến thì hắn đã ngậm điều khiển trong miệng mà kích nổ hắn nghĩ là ăn được nên kích ra đa lên thì cậu vẫn còn đó bên tổ chức rất háo hức cho trận đấu giữa cả hai vì ryuta có ba chip còn tên kia có đến bốn cái không cần thiết phải giết người kia nhưng chỉ cần lấy đủ số chip người kia đang giữa là sẽ đủ để thoát khỏi đảo tên đeo kính kia đã giấu bộ điều khiển trong tay áo và dùng miệng để lấy lúc ryuta không nhận ra nhưng cậu vẫn sống là vì cậu không hề tiến đến chỗ chiếc vali mà chỉ đi đến hướng mà hắn bị đánh lừa thị giác ryuta biết hắn sẽ lao vào màn khói để lấy đồ nên đã ném ra một quả bom nhưng hắn không đến mà đến chỗ cái xác kia để lấy bom lửa cậu đã chạy xuống nước để trốn khỏi qua bom lửa và rồi bất lực nhìn hắn lấy vali đi bằng cách nào đó mà tên kia đột nhiên biết tên cậu là Riuta. Cậu không biết bằng cách nào mà hắn biết tên cậu nên đã hỏi thì hắn lại quay đi. Cậu sau đó mới leo lên bờ thì gặp lại tên nhóc Kiza. Nhóc ta thấy cuộc chiến của cả hai quá hay và cũng muốn khi nào đó được tái đấu với Riuta và nhóc ta cũng đã lấy lại bom từ chỗ cậu. Vì đằng nào cậu cũng chẳng thể dùng được chúng nếu nhóc ta chưa chết. Cậu sau đó kiệt sức mà nằm bẹp giữa cát. Himiko và Date đã tới tìm cậu. Cậu xin lỗi vì để mất vali tenda tê ngoài mặt thì bảo không sao nhưng bên trong thì chửi cậu là đứa vô dụng himiko đã ôm lấy cậu để tỏ rõ sự lo lắng của cô lúc trở về ryuta vẫn không biết tên kia bằng cách nào lại biết tên cậu nhưng cậu cũng nhận thấy tên đó khá giống với một người bạn của cậu hồi còn đi học người đó tên là oda và xuất sắc ở mọi thứ từ thể thao đến học tập gái cũng bu lấy xung quanh nhưng cậu ta lại chọn ryuta để làm bạn thân oda đã từng nhận ra cậu thích một cô bạn trong lớp nên đã bảo cậu hãy mạnh mẽ mà đến tỏ tình nhưng lấy cách biệt giữa bản thân và oda ra để so sánh nên cậu ta cho rằng chính cái sự chết nhát đó sẽ khiến ryuta chết khi vẫn là một thằng trai tơ và rồi một hôm cậu thấy cô bạn cậu thích bật khóc và chuyện này có liên quan đến oda nên đã đi hỏi thì biết cậu ta và cô gái cậu thích đã ngủ với nhau ryuta đã không thể giữ bình tĩnh mà đấm oda một trận cả hai sau đó bị đình chỉ và oda thì nghỉ luôn ryuta nghe nói cậu ta bây giờ đang điều hành một câu lạc bộ lớn cậu thấy đáng ra lúc đó cậu nên hỏi chuyện đã xảy ra sau khi ngẫm lại thì cậu thấy tên đó có vẻ đúng là Oda thật rồi. Họ sau đó buộc phải chia nhau số thức ăn ít ỏi còn lại mà Date mang theo đến đây. Hắn tức lắm chứ và còn thấy hối hận khi nhập bọn chung. Hắn biết bản thân phải sớm rời khỏi nhóm này hoặc phải cố sớm lấy được mớ chip. Ryuta đã cố đút cho chú tai ra ăn nhưng chú cứ cảm thấy không khỏe. Date khám thì biết chú đang bị độc thần lằn làm cản trở quá trình hồi phục. Nhớ ra chỗ bà cô kia ở có thuốc nên cậu muốn quay lại đó và đưa cả Date theo vì hắn sẽ biết là cần thuốc gì. Himiko không tin Date nên sẽ đi theo. Chú tai ra lại bị bỏ lại và Ryuta hứa là sẽ về sớm với thuốc, trên đường đi. Himiko cố cảnh báo cậu về Date nhưng cậu tin là Date là người tốt vì hắn đã chia sẻ đồ ăn và còn cứu chú tai ra. Lúc đến nơi, cả hai biết là sẽ phải giấu Date về bà cô kia. Thế là cả hai nói dối về việc cách cả hai tìm được nơi này. Cả ba sau đó chia ra đi tìm thuốc và Date thấy hắn một lần nữa phải quay lại nơi này. Hắn sớm đến chỗ tủ thuốc và vơ đại vài lọ vì đa phần đã không còn sử dụng được nữa. Hắn gọi Ryuta đến và hỏi cậu có tin hắn hay không vì ban nãy hắn đã nghe được việc Himiko nghi ngờ hắn, cậu vẫn chọn tin nên hắn đưa vali cho cậu và bảo cậu giữ cho kỹ. Đột nhiên Himiko quay lại và bảo cậu ném chiếc vali đi, hắn biết là đã lộ nên kích nổ bom luôn. Hắn sau đó cười khoái chí vì nghĩ là đã xử được Ryuta. Hắn tìm đến chỗ Himiko và định xử cả cô thì bà cô kia đã từ sau đâm cho hắn một nhát, hắn nhận ra cô ngay lập tức. Mười phút trước, Himiko đã đến tìm bà cô để hỏi thuốc thì được biết là chỉ còn mỗi kháng sinh và thuốc giảm đau. Cô chỉ cái phòng chứa thuốc thì cả hai phát hiện Date, nhận ra người cũ nên cô đã cảnh báo Himiko về hắn và cả chiếc vali nên cô đã chạy xuống hòng cảnh báo Ryuta mà không kịp. Bà cô đã dẫn Himiko chạy đi nhưng cô giờ không còn khả năng chiến đấu. Date đã bám theo và kích nổ bom để chặn đường cả hai. Hắn lùa cả hai ra ngoài và bước ra đứng ở giữa nơi này để quan sát. Nhưng bà cô đã lấy bom từ Himiko để ném hắn, hắn hoảng sợ bỏ chạy nhưng thật ra là dụ cô để chỗ hắn gài bom và kích nổ, bà cô rơi xuống dưới và do tay đang cầm theo quả bom nên quả trong tay cũng phát nổ. Bà cô ra đi còn hắn thì bám theo Himiko và muốn gom sạch chip để thoát khỏi đảo lần nữa. Hắn vẫn cho cô cơ hội để nhập bọn thì cô éo tin hắn vì hắn cũng đã từng lừa bà cô kia tương tự, thế là hắn lấy bom ra ném cô. Cô nghĩ bản thân giờ đã có thể chết trong sạch, đột nhiên quả bom dù chạm vào cô nhưng vẫn không nổ vì nó vẫn chưa hề được kích hoạt. Đây là bom của Ryuta nên điều đó đồng nghĩa là cậu chưa chết. Cậu từ phía sau Himiko bước ra. Cách cậu thoát chết cũng chẳng có gì khó. Cậu đã nhận ra lúc hắn chạy đi nên đã ném vali và trốn vào một góc gần đó nên mới chỉ bị thương nhẹ. Và giờ hắn chỉ có mỗi bom từ xa nên cậu vẫn có lợi thế hơn. Cậu quyết định vứt đi sự ngây thơ và sẽ xử hắn. Hắn nhất quyết không đầu hàng mà bỏ chạy hòng dụ cậu đến chỗ hắn gài bẫy. Hắn dụ cậu đến chỗ quả bom và có ý định khử cậu tại đây thì không ngờ rằng cậu đã rời quả bom đến chỗ mà hắn đang trốn. Cậu sau đó quyết định phải diệt trừ mối họa này. Nhưng bà cô đã quay lại, cô vẫn còn sống và quyết định tự tay lấy mạng đa tê. Cô không thể tha thứ cho hắn nhưng chỉ vì một câu xin lỗi mà cô lại quyết định đưa liềm lên và chém ở ngay một bên thay vì chính giữa. Cô vẫn không nỡ ra tay và rồi còn cứu hắn. Ryuta không hiểu được điều này nhưng Himiko thì phần nào hiểu nên chắc chỉ con gái mới hiểu được cảm xúc của nhau cậu sau đó quyết định phải sớm đưa thuốc về cho chú tai ra. Cậu cũng sẽ kiểm tra lại vài cái xác trên đường về, từ xác của tên mập, xác của ông bố của tên nhóc tâm thần và cả tên đầu húi cua mà cậu chạm mặt lúc đầu. Tổng cộng lại là chỉ có 6 chip nhưng tên đầu húi cua kia có hai loại bom nên hẳn là hắn phải có nhiều hơn một chip. Cậu sau đó cùng cô trở về và kiểm tra nhưng cả ba cái xác đều không có. Himiko thì vẫn còn thấy tội lỗi khi đã giết tên mập nên cậu cố chấn an cô rằng đó chỉ là tự vệ bất khả kháng cậu sau đó không biết ai đã lấy chip đi vì người biết về ba kẻ mà cậu chạm mặt chỉ có chú tay ra lúc trở về căn tròi cậu leo thang lên thì nghe thấy tiếng động cậu phát hiện ra loại bom dò tìm kia và người có nó chỉ có chú tay ra chú tay ra trong lúc chờ cả hai thì đã dần gặp ảo giác chú nghe thấy tiếng con trai nên chạy ra và ngã xuống dưới chú rất muốn về với con trai nhưng lại chưa đủ số chip hình ảnh của vợ hiện lên và nhắc chú nhớ là chú có đủ chú có sẵn hai con chip nhặt từ cha của kia ra và tên mập Ba con chip ở chỗ Ryuta và hai cái của cậu và Himiko là đủ, bởi vậy nên giờ chú ta mới nhắm đến cả hai. Lúc cả hai sắp về đến tròi thì đám thần lằn đã thức giấc, chú tai ra đã canh lúc cả hai leo lên để kích hoạt bom. Bom bay đến thì cậu đã nhảy xuống và chạy đi. Nó vẫn bám theo buộc cậu phải lấy thanh sắt đánh hạ. Bom lại đến tiếp nhưng dù bị đánh trúng thì vẫn trong tầm nổ, chân Ryuta đã bị thương. Cả hai cố gọi chú tai ra dừng tay, Himiko biết đây là thử thách mà bà cô đã nói, còn Ryuta thì cô truy quét nhưng chẳng ra. Cậu nhận ra chú tai ra làm đến mức này là vì cậu, vì cậu đã liên tục bỏ chú lại một mình nên mới khiến chú sợ hãi đến vậy. Cậu thấy bản thân đang giống những người lớn mà cậu ghét, bố cậu thì tham công tiếc việc bỏ bê gia đình khiến mẹ cậu phải ly dị mà tái hôn. Cậu không chấp nhận nên đã làm loạn cả nhà và giờ cậu lại bỏ bê chú tai ra y như cách bố bỏ bê cậu. Himiko quyết định đứng ra bảo vệ cậu, cô biết bom này chỉ nổ khi ở gần mục tiêu nên đã bắt quả bom lại và vô hiệu hóa nó cậu thấy cách cô bảo vệ cậu thì đích thị cô chính là himiko trong game mà cậu biết rồi chú tai ra nhận ra vấn đề nên đã đổi mục tiêu sang himiko nhưng ryuta đã nắm thóp được chú nên lao ra bắt quả bom chú ta lo sợ mà chạy đi thì bị cả hai quét thấy cả hai đã đuổi theo chú và muốn chú quay lại chú ta thì nghĩ cả hai đuổi theo để lấy mạng chú nhưng rồi chú đã ngã rơi xuống núi và rồi định dùng quả bom cuối để xử cả hai nhưng chú nghe thấy lời xin lỗi của ryuta và cậu muốn chú quay lại thì chú đã xúc động Chú nhận ra bản thân đã sai và giờ đám thần lằn đã mò tới nên chú biết đây là cái kết cho bản thân. Chú xin lỗi gia đình vì không thể chịu khổ thêm nữa và nhắm quả bom vào bản thân mà kích nổ. Cả hai nghe tiếng nổ thì đến tìm và thấy chú đã chết. Ryuta cố trách móc bản thân vì không xin lỗi sớm hơn và giờ thì không còn cơ hội nữa. Cả hai sau đó đã trở về căn tròi và Ryuta đã cho Himiko biết chú tai ra quá bình thường như bao người khác. Cậu hiểu là chú đã phải chịu đựng rất nhiều và việc cậu cứ bỏ bê chú đã khiến việc chú ra đi phần nào là lỗi của cậu. Nhưng Himiko đã hỏi cậu có muốn rời khỏi đây hay không. Cô lấy ra ba con chip từ chỗ chú tay ra. Ba con chip mà cậu có với cả của cô là cậu sẽ đủ. Cô muốn cậu cứ lấy mạng cô mà trở về vì cô giờ cũng chẳng còn nơi để về. Cậu chính là nơi duy nhất để cô trở về, và dù nó chỉ là thế giới ảo. Cậu đã cứu cô không ít lần và còn ở bên cạnh lúc cô tuyệt vọng nhất. Cô đã nhận ra cậu chính là hy vọng sống của cô, nhưng cậu không phải loại người đó nên sẽ không chấp nhận để cô chết thí. Cậu đã nhận ra cô là Himiko trong game mà cậu luôn muốn gặp mặt, cậu đã xin trước một nụ hôn và đáng ra cả hai sẽ có một đêm không ngủ. Nhưng Ryuta lại thấy Himiko vẫn còn sợ sệt. Hình ảnh Oda ở trong đầu cậu cũng hiện lên, cậu ta xúi Ryuta hãy làm tới, nhưng cậu quyết định sẽ không trở nên giống như cậu ta và yêu cầu cậu ta cút khỏi tâm trí cậu. Ryuta sau đó đã quay sang và muốn Himiko cứ lạc quan lên, cậu sẽ cùng cô kiếm đủ chip và trốn khỏi đây. Đến lúc đó thì cậu muốn được hẹn hò với cô. Cả hai đã ôm lấy nhau, còn bên ban tổ chức thì đột nhiên gấp rút đưa trực thăng đến hòn đảo và phải mang được hàng về trong một ngày. Những người còn lại trên đảo vẫn sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi được trở về và phim đến đây là kết thúc.